Dạ, 913 trong cái Zoom của mình nha. Cả nhà là Phương biết cái sản phẩm này từ hồi trước Tết rồi, nhưng mà cũng đắn đo lắm mọi người, không phải muốn xài cái gì thì xài đâu. Cho trước đây là Phương chưa từng xài, nói giống như chị Mai là Phương cũng chưa từng sử dụng mỹ phẩm hay bất cứ cái sản phẩm gì trước đây. Và khi mà Phương nghe một cái bạn ở trong cái đại lý của trên của mình đó hướng chia sẻ về cái sản phẩm vitamin C á, thì Phương cũng tò mò lắm. Nhưng mà khi mà vô mình xem thông tin, mình thấy nó có 10 mil rồi mọi người, và tới tới 499k, nên thật sự là đắn đo và cũng suy nghĩ lắm. Và da của Phương lúc đó thì nó có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là Phương bị mụn nè, thứ hai là Phương bị những cái đốm nâu trên mặt rất là nhiều luôn. Và trước giờ Phương không có sử dụng kem hay gì đó, do đó là cái tuổi của mình nó cũng lớn, thì bắt đầu là nó có những cái dấu hiệu là nó bị lão hóa đó, là nó có những cái đốm bên mặt mình, hai bên gò má mình là bắt đầu nó xuất hiện những cái giống như tàn nhang, nó bắt đầu nó trồi lên trên bề mặt của mình rồi. Và nhất là trong cái vùng khóe mắt này của mình đó là nó có những nếp nhăn. Nhưng mà khi mà mình thấy chị Hà Min đó, nói chị Hà Min U4 mà chị Hà Min quá đẹp luôn, bắt đầu mình có những cái cũng có một cái chút ganh tị nha. Các nào là mình tò mò, mình bắt đầu mình tham khảo, mình học hỏi, thì mình mới mua một cái lọ vitamin C về và mình xài thử. Và cái lọ nào mọi người có tin không, khi mà mình mua giờ mình không biết xài như thế nào luôn, mình thấy ở trên đây nó có cái này nè, mình mới lấy cái kia mình chọt vô luôn để mình rút ra, chứ mình không có biết là mình để mở ra như thế này để mình rút luôn á, là đến nỗi là mọi người hiểu là mình chưa từng rồi đó. Nhưng mà khi mình xài xong á thì lúc đó là được mấy ngày thì nó cũng thấy da nó có cảm giác, nó cảm giác là nó căng. Và khi mà mình trải nghiệm là mình thử nữa bên mặt thì nó cũng rất là ok. Cái lúc đó thì chồng mình nó là bị cái vấn đề là bị phỏng bô se, cái khi mà cái vết bỏng nó vừa khô á, là nó tróc ra cái là mình sử dụng luôn cả cái này, mình bôi luôn cả vết phỏng luôn. Thì cái vết phỏng á, thì nó không thể nào mà nó nhanh liền cái vết thâm được, nhưng mà có một cái là nó sẽ tái tạo da và nó không có bị cái tình trạng là lồi lõm cái da lên, giống như ví dụ như trước đây mà mình những cái vấn đề mà mình bị thương vết thương khi mà mình nó vừa khô mặt, mà nếu mình không kỹ mình do cái việc ăn uống á, thì mình sẽ bị da của mình là nó sẽ bị là một là nó phù lên, hai là nó lõm xuống. Nhưng mà mình sau một thời gian thì cái da kiểu cái vùng đó nó sẽ cân bằng lại luôn, nó liền bằng phẳng luôn, nó không có bị cái tình trạng là lồi lõm da. Và cái mình chia sẻ xong thì mình có mấy cái chị bạn á là sinh con, cái là da của họ là bị thâm hết trên người, giống như là mấy chị trong đây sinh, ai đã sinh em bé rồi thì sẽ biết nè, có những người khi mà trước khi sinh nó là bị kẻ lở khắp người, sau khi sinh xong đó, thì nó sẽ có bị cái tình trạng là nó để lại rất là nhiều vết thâm trên người. Thì khi họ thấy mình xài vậy họ hỏi chứ cái lọ này có bôi được những vết thâm không, thì mình thấy là vết thâm của chồng mình đó, thì nó cũng cân bằng, nó cũng ok đó, thì họ mới mua và họ trải nghiệm. Và những cái vết thâm trên tay trên da của họ là nó có cải thiện rất là tốt. Và bản thân Phương cũng có một cái khoảng thâm ở trên tay nè, Phương bị kiến lửa cắn và nó cắn và nó làm mủ nó lở ra. Khi mà nó vừa xong luôn mắt là Phương nó vừa bằng phẳng lại là Phương to nè. Bây giờ là khoảng nửa tháng thì cái vết thâm của mình nó mờ rất là hay, nhìn thấy rõ luôn, và mình nhìn vô cái vùng da chỉ còn hơi cái đốm đâu thôi, nó không có bị là lồi lõm da đó. Thì Phương thấy mọi người là hay có dùng cái sản phẩm trị mụn, nhưng mà Phương khi mà Phương bị mụn Phương không có dùng sản phẩm trị mụn, mà khi trước khi nó có mụn nè, trên cái trán mình thường hay thì phụ nữ là có những ngày nó sẽ xuất hiện mụn trên mặt, thì trước khi xuất hiện mụn thì mình dùng cái đó mình xoa luôn trên cái vùng đó, là sau khi cái vùng nó vỡ ra thì nó có cái mặt lại thì mình xoa tiếp tục, là cái khoảng chừng trong một tuần là nó đã giảm cái thâm rất là rõ luôn. Đó là cái những trải nghiệm của Phương. Và Phương chia sẻ luôn là trước đây á, là Phương chia sẻ cho rất nhiều bạn là cứ mua lần đầu về là lúc nào cũng bị vỡ cái chai hết. Do đó là Phương kinh nghiệm hơn, là một là Phương nói mọi người là nên dùng hai cái chai mình chiết ra mình xài phân nửa thôi, hoặc phần ba mình xài, còn cái còn lại á, là mình cất vô tủ đi để mình để dành lại, chứ không á, cái chai này nó bằng cái tinh mà. Nếu mà vô tình mình để xong mà trẻ con ở nhà, hay là mình vô tình mình để lăn trên bàn rớt xuống đất cái là nó vỡ liền, và rất cũng ít, nếu cũng 5-6 người khách hàng của mình là rớt chai bể và ngồi tiếc 499 ngàn đó. Thì mọi người nên lưu ý là dùng một cái chai cùng cái loại này để mình chiết ra, hoặc là mình có thể là mình lấy cái chai xài rồi mình lấy cái chai cũ ra để mình xài như vậy thì nó tiện hơn. Và cái phần còn nên để trong cái ngăn mát tủ lạnh, là để luôn trong cái hộp rau củ á, đừng nên để bên hông tủ lạnh. Để bên hông tủ lạnh là mình sẽ bị, là khi mình mở cửa tủ ra thì nó sẽ là cái nhiệt độ nó sẽ thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng sản phẩm ở trong này không tốt. Và Phương thấy là mình không nên để ở trong cái nhà tắm nha, tại vì nhiều khách hàng cứ bảo là tiện để trong nhà tắm. Thứ nhất là nhà tắm là dễ làm bể, thứ hai là ở trong nhà tắm của mình đó là mình có cái máy nước nóng lạnh đó, thì nhiệt độ nó thay đổi thường xuyên, nó sẽ không tốt cho cái sản phẩm của mình. Đó là những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của Phương. Còn anh chị nào á, là nếu mà có tình trạng da giống Phương, Cảm hoặc là từng ơn chị Phương rất là nhiều. da của Phương trước đây nó không có được nhìn nhìn chán lắm, và tới bây giờ mình cũng không thể sử dụng được mỹ phẩm, mình chỉ sử dụng được mỗi cái chống nắng với cái sữa rửa mặt là hết rồi.